trong quán nhà mày ấy quỷ. Giờ tối hết trong ngày được không? Nấu ăn tối thì trả hết, thì là thừa sức hết. Hết không? Thừa sức hết. Ta bỏ nó chở thiếu. Chở hết mua xe quét hay không có điều gì hả? Xe quét hay không có điều gì hả? Nhưng mà chở hết rồi khi vào được. Không có xe không? À ừ, ta bỏ xe hết. Ông bảo là lâu dần tối cũng chở hết rồi đấy không? Nhổ mắt, nhổ mắt rồi. Chả lâu chả lâu chả lâu. Bây giờ 4 giờ kém rồi. Dạ. Khó rồi, khó rút. Quá trôi nắng. Làm tí để nó bắt gáo. Rồi để bây giờ kiểu gì phải buổi sáng mai không anh? Hả? Buổi sáng mai nhá. Chỗ gạch đây gì? Xây nè. Không, người ta nói chỗ gạch này cứ xây rồi. Cậu biết là xây hết chỗ gạch thì quay dần dần dần.